Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Ba anh em sửa xe bị ngập miễn phí tại Sài Gòn. Ba chàng trai sau khi tan ca làm đã xách đồ nghề sửa xe chạy tới điểm ngập trên đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình để thay buji sửa xe miễn phí cho người dân bị ngập nước. Chiều ngày 3 tháng 10, sau cơn mưa lớn, tuyến đường Phan Huy Ích nối giữa quận Tân Bình và quận Gò Vấp chìm sâu trong nước. Một số vị trí nước ngập đến 50–60 cm, khiến nhiều phương tiện chết máy. Dòng người dắt bộ nối đuôi nhau đi tìm chỗ sửa xe. Thấy nhiều người vất vả, ba anh em gồm Phan Như Thắng 25 tuổi, Nguyễn Tài Dũng 28 tuổi cùng quê Quảng Ngãi và Nguyễn Mạnh Cường 25 tuổi quê Bình Thuận mang đồ nghề sửa xe ra trước điểm ngập để sửa miễn phí cho người dân. Thấy tấm bảng gỗ ghi dòng chữ cứu hộ sửa chữa xe máy bị ngập nước cho bà con miễn phí, nhiều người vui mừng dắt xe vào lề cho ba chàng trai sửa. Hỏi về số lượt xe chết máy tới sửa, ba chàng trai chỉ cười và lắc đầu, nói không tài nào nhớ hết vì xe ra vô sửa liên tục. Anh Thắng cho biết mình và anh Dũng là nhân viên tiếp thị quần áo, còn anh Cường là nhân viên làm trong hãng xe. Khoảng 4 giờ cùng ngày, tan ca làm, ba anh em về nhà trọ tại chợ Tân Phú, quận Tân Bình. Khi đi ngang qua đường Phan Huy Ích, họ thấy nước ngập sâu, nhiều xe bị chết máy, nên bàn nhau đem đồ nghề ra sửa. Khi tới điểm ngập, số lượng xe chết máy nhiều nên ba người tấp vào lề bắt tay vào việc. Một người dân gần đó thấy thế cho mượn sân bãi để làm tiệm sửa xe dã chiến phục vụ người dân. Lúc trước bọn em làm nghề sửa xe nên có sẵn đồ nghề, còn buji thì khi còn làm gom lại để dàn được. Bọn em chỉ bỏ công sức ra chứ không tốn kém gì, anh Thắng cho biết. Còn anh Dũng nói, mình từng là nạn nhân của nước ngập khiến xe chết máy cách đây vài ngày. Bản thân có nghề sửa xe nên sửa được ngay lúc đó, còn những người đi cùng anh thì phải dắt bộ đến tiệm sửa xe và tốn tiền cho chi phí sửa chữa nên anh thấy xót xa. Mình từng sửa xe nhưng do nhiều lý do nên đổi nghề. Dù chuyển qua công việc khác nhưng mình vẫn yêu nghề này lắm. Thấy nhiều người dắt bộ, máu nghề nổi lên nên muốn giúp đỡ họ thôi, anh Dũng chia sẻ. Trong khi đó, chị Thảo, 23 tuổi, ngụ Tân Bình cho biết, chiều tối chị chạy xe đi học An Văn. Đến đây thì do nước ngập nhiều khiến xe chết máy. Chị dắt bộ được 15 phút thì thấy biển sửa xe để trên vỉa hè. Sau khoảng 10 phút sửa chữa thì chiếc xe nổ máy. Tôi cảm ơn, đưa tiền cho mấy anh nhưng họ nói là sửa chữa miễn phí, không lấy tiền và bảo đi, chị Thảo nói. Thấy ba anh em vất vả nhưng không lấy tiền sửa xe, nhiều người sửa xong vội chạy đi mua nước ngọt tiếp sức cho các anh tiếp tục công việc. Người cho anh thuê sân bãi, bình thường 17 giờ đã về nhưng thấy ba anh chàng miệt mài nên ngồi đợi để các anh thoải mái giúp đỡ người khác. Sau hơn 3 giờ sửa chữa, đến khoảng 19:30 nước rút dần, số lượng xe bị chết máy đã được sửa hết. Ba chàng trai thu gom đồ nghề chuẩn bị về thì xe máy không nổ, phải hì hục đạp vừa sửa cho chính mình. Do lúc nãy tháo bình ra thử xe máy cho khách nên giờ bị ướt, không nổ. Ốc vít cũng không còn con nào. Bọn em gần đây mai có ngập thì lại ra sửa, anh Cường cười. Chiều cường mới là nỗi ám ảnh của người Sài Gòn trong tương lai. Nhiều chuyên gia chống ngập cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần tính đến những giải pháp cụ thể để chống ngập trong trường hợp chiều cường và mưa kết hợp. Theo Trung tâm Chương trình Chống ngập nước thành phố, lượng mưa chiều tối ngày 26 tháng 9 là lượng mưa lớn nhất 40 năm qua ở thành phố Hồ Chí Minh, khiến 59 tuyến đường ngập nặng, nhiều khu dân cư bị ảnh hưởng. Đô thị hóa tăng nhanh, nước không thoát kịp. Nguyên nhân ngập nặng được xác định là do tình trạng xả rác xuống hệ thống thoát nước, nên khi mưa lớn, áp lực nước cao sẽ cuốn trôi rác vào lưới chắn rác, làm cản trở dòng chảy. Tình trạng lấn chiếm hệ thống thoát nước, cửa xả, kênh rạch phổ biến nhưng xử lý còn chậm. Bên cạnh đó, một số dự án thoát nước đang triển khai thi công nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của tuyến cống hiện nay. Trao đổi với phóng viên, tiến sĩ Hồ Long Phi, Giám đốc Trung tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng mưa chiều tối ngày 26 tháng 9 quá lớn đổ xuống thành phố khiến các cống thoát nước vốn cũ lạc hậu không thể thoát kịp. Với lượng mưa lớn như vậy, cộng thêm diện tích đô thị hóa của thành phố tăng mạnh, khiến bề mặt không thể thoát nước, dẫn đến tình trạng ngập càng tăng mạnh, hệ thống cống, kênh thoát nước bị lấn chiếm, rác ứ đọng, cản dòng nước cũng là một lý giải cho việc ngập trên diện rộng vừa qua, ông Phi nói. Tiến sĩ Phi nhấn mạnh, trước tình hình ngập úng như hiện nay, người dân thành phố chỉ có thể thích nghi chứ không thể nào chịu đựng và cứ sống mãi với ngập úng được. Vấn đề chống ngập đã được các lãnh đạo nhiệm kỳ trước quan tâm, nhưng do thiếu tài chính nên các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chống ngập vẫn còn thiếu. Dù đã và đang nhiều dự án chống ngập hàng nghìn tỷ đồng, nhưng với trận mưa kỷ lục như chiều ngày 26 tháng 9 thì người dân thành phố chỉ có thể thích nghi chứ rất khó chống ngập trong tương lai gần. Đặc biệt thời gian tới, biến đổi khí hậu còn tác động nhiều đến thời tiết, nhiều trận mưa lớn hơn nữa có thể sẽ xảy ra. Cùng quan điểm với ông Phi, tiến sĩ Võ Kim Cương, nguyên phó kiến trúc sư trưởng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính diện tích mặt đất bị thu hẹp, các công trình cao ốc, hạ tầng giao thông được bê tông hóa phủ khắp thành phố, khiến những cơn mưa lớn không còn hệ thống thoát nước tự nhiên, dẫn đến cống nước không thể thoát kịp. Ông Cương nói do biến đổi khí hậu làm xuất hiện những cơn mưa lớn và kéo dài liên tục, trong khi hệ thống thoát nước của thành phố lại nhỏ, cũ và lạc hậu, không đáp ứng kịp. Lo chiều cường dâng cao, mưa lớn nhiều. Các chuyên gia đều bày tỏ sự lo lắng khi biến đổi khí hậu đang ngày càng phức tạp, dẫn đến đỉnh chiều cường sẽ tăng cao. Thời tiết xuất hiện nhiều trận mưa lớn liên tục sẽ làm công tác chống ngập của thành phố gặp khó khăn. Nền đất của thành phố đang ngày càng lún, một vài cm là điều đáng lo trong tương lai gần. Tiến sĩ Võ Kim Cương cho biết, mỗi năm nền đất có thể bị lún một vài cm, nhưng hàng chục năm sau thì sụt lún này có thể lên đến hàng mét. Bằng chứng là trước đây, tiêu chuẩn trong việc xây dựng thiết kế các con đường bao giờ người ta cũng sẽ thiết kế mặt đường hơn mực nước, cao nhất là 50 phân. Bây giờ nước chảy ngược ra đường, chứng tỏ mặt nước cao hơn mặt đường. Ông Cường giải thích thêm, khả năng mặt nước cao hơn do biến đổi khí hậu thì mọi người đều đã biết, nhưng mặt đường bị lún xuống thì lâu nay chưa có cuộc khảo sát, điều tra cụ thể. Từ những điều này, ông nghĩ cần có những cuộc khảo sát, điều tra để có thể đánh giá được mặt đường sụt lún như thế nào. Trong hai nguyên nhân ngập chủ yếu là do chiều cường và mưa lớn, thì nhiều chuyên gia nhận định ngập do chiều cường mới đáng lo ngại, còn những cơn mưa lớn thành phố có thể triển khai các giải pháp ngắn hạn được. Chiều cường ngày càng cao, nhiều khu vực bị ảnh hưởng liên tục, nếu không có giải pháp căn cứ thì rất khó giải quyết được bài toán chống ngập do chiều cường. Còn ngập do mưa lớn thì chỉ cần làm hệ thống thoát nước thì ngập sẽ rút rất nhanh, ông Cường nhận định. Tiến sĩ Hồ Long Phi cũng có suy nghĩ giải quyết ngập do chiều cường mới là vấn đề then chốt hiện nay. Hiện nay có một doanh nghiệp đang đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng làm kè ngăn chiều. Hy vọng dự án hoàn thành sẽ giúp thành phố đỡ ngập do chiều cường. Tuy nhiên, thời tiết phức tạp, chiều cường kết hợp với mưa lớn thì vấn đề chống ngập lại còn phức tạp hơn nhiều. Do đó, người dân phải tập sống thích nghi với ngập mà thôi, tiến sĩ Phi bày tỏ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.